Ngày 28 tháng 11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân đã hội kiến nhà vua Nhật Bản Naruhito và Hoàng hậu. Nhà vua Naruhito và Hoàng hậu bày tỏ vui mừng được đón tiếp Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân thăm chính thức Nhật Bản vào dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định các chuyến thăm Việt Nam lịch sử của Thượng Hoàng và Thái hậu năm 2017 trên cương vị nhà vua và hoàng hậu Nhật Bản và chuyến thăm chính thức Việt Nam của nhà vua năm 2009 trên cương vị Hoàng Thái tử, cũng như chuyến thăm vào tháng 9 vừa qua của Hoàng Thái tử Akishino và Công Nương đã góp phần làm sâu sắc sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước và đưa quan hệ Việt Nam-Nhật Bản lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thay mặt nhà nước và nhân dân Việt Nam mời nhà vua và hoàng hậu sang thăm Việt Nam. Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân đã dự lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản. Cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã lần lượt tiếp cựu Thủ tướng, Phó Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự Do Asotaro, Chủ tịch Đảng Công Minh Yamaguchi Nasuo, Chủ tịch Đảng Cộng sản Nhật Bản Shikazuo và nhóm các nghị sĩ người bạn Nhật Bản thân thiết với Việt Nam. Buổi sáng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân cùng Thống đốc thành phố Tokyo Bakuke Yuriko đã tới thăm nhà hàng bánh mì Xin Chào do hai cựu lưu học sinh Việt Nam thành lập.